Vâng, ok, em xin chào các bác. Này. Hôm nay thì em tiếp tục lên cho các bác ở đây là một cái con công suất của kèn Nokut nhé. Con này là con SK3, là SK3 đây. Này, con công suất này thì đây nó về thì hình thức nói chung là còn đẹp. Này. 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 Được không? Đẹp. Con SK3 này thì là nó là đời sản xuất năm 2002 này, với công suất cũng rất là lớn trong cái dòng mini, đó là 60W điện 100V nhé, SK3 MD. Đấy. Thì con này thì mình có thể là kết nối điện thoại máy tính qua cái đường dây AV bằng đường AUX in ở đây để mình nghe nhạc này. Ngoài ra thì có thể là kết nối thêm một súp điện là bằng đường subwoofer Bria ở đây để mình có thể kết nối súp điện vào đây nhé. Đấy. Tuyệt vời luôn các bác ạ. Đấy. Đấy, con này là con SK3 MD. Đấy. Nhìn nói chung là còn rất là đẹp nhá. Đây ở dưới đây thì đúng ra là nó có một cái nắp đậy ở đây này. Nhưng mà nó mất rồi. Đấy. Cái nắp đậy này để làm gì, để khi nào mình kéo cái nắp đậy ra thì nó sẽ kéo theo cái bảng mạch này ra. Cái bảng điều khiển này ra. Đấy, trong này có một cái bảng điều khiển. Thế thì cái biển, cái bảng điều khiển này thì nó cũng không có gì đâu. Thì nó là dùng cho cái chức năng gọi là mấy cái chức năng kiểu như của cái tab ấy, của cái này này, của cái đầu có băng cassette này. Nhưng mà bây giờ hầu như là mọi người chẳng ai dùng cái này nữa, mấy nữa, nên là thôi mình kể cả không có cũng chả sao, đúng không? Đấy nhá. Đấy. Đấy, con này thì đây là tape tiếc em còn đang để nguyên bụi luôn, em chưa có vệ sinh gì cái tape này cả, bởi vì thực tế ra là chả ai chơi tape, gần như bỏ qua luôn nhá. Đấy, có test thì em sẽ test thêm cho các bác cái CD này. Đấy. Thì là CD vẫn đang đọc đấy nhá. Này. Bác nào mà thích những con cục công suất mà CD còn đọc thì lấy con này về mà chơi nhá. Tất nhiên thì em cũng xin nói luôn rõ từ đầu luôn là em chỉ test thêm cái CD này thôi, còn đâu em không bảo hành mắt CD. Đấy. Em bán chủ yếu là những con này về là cắm máy tính, cắm điện thoại. Nói chung là ba công suất để các bác cắm điện thoại, máy tính nghe nhạc. Còn cái CD cái MD em có thể em test thêm cho các bác, nhưng em sẽ không bảo hành các chức năng này nhá. Vì các cái này thực tế là bây giờ gần như là các cái này 9 người thì một người chơi là cùng. Đấy. Rất là hiếm người chơi cái các chức năng này, còn lại hầu như là cắm điện thoại máy tính nghe nhạc thôi. Bởi vì bây giờ thứ nhất đi kiếm CD rất khó, cái thứ hai là CD nó đắt, cái thứ ba là CD mình chỉ nghe được vài bài và nó không đa dạng đường nhạc như là cái đường điện thoại với đường máy tính, nên là bây giờ gần như là mọi người bỏ hết các cái CD MD rồi, chủ yếu là nghe nhạc trên điện thoại máy tính với lại là chính thôi nhá. Hai CD vẫn đọc bình thường này, được không ạ? Cũng có lúc khi này khi không đời là đời bàn tay chỉ muốn ngắt đi. Next bài ở đây nhá. Thế đây nói chung là còn đọc nha. MD thì không biết là còn đọc không. Có vẻ như dây cuốn nào của MD bị trùng. Để nhét vào phát này. Nó nhảy đĩa luôn. Chứng tỏ dây cuốn loa chắc khả năng trùng hoặc một cái gì đấy nhá. MD là như thế, ok đấy. Còn bây giờ là đường tuner này, FM 90 nhá. Đây, và mình muốn nghe FM thì mình sẽ cắm găng ten vào đây nhá. Thế như các bác thấy đây là em đang dí mỗi cái tay vào này, và đúng tần số 90 nó có đang có đài, nó sẽ có thể nghe được tiếng từ đây ra, là bỏ tay ra mất này. Ôi, nét căng luôn. Đấy nhá, thì đây là cái tuner. Đây, còn bây giờ mình trở về với chức năng chính là mình cắm AUX nghe nhạc ấy, thì đây mình ấn nút AUX ở đây là được. Và trên đây là sẽ có các cái chế độ nghe này, ấn sao này. Mình có nao nớt này, để nghe tăng cường 3 tép này. 3D là để nghe chế độ kiểu chế độ vang nhá. Nghe chế độ vang, chế độ âm thanh vòm đấy. Chế độ Nion là chế độ nghe ban đêm để cho nó đỡ hại sức khỏe. Đấy.
Đấy, tiếp theo là XBuds On này. XBuds On là nó sẽ là để nghe nhiều bát. Thì em thích nghe chế độ nào rất on này, bởi vì là nó kích cả bát cả tép lên nghe rất là hay. Đây. Con này volume max 40 nhá. Đấy. Nhưng mà khuyên quý vị là không nên mở hết công suất nhá. Với công suất thì thường là nó lúc nào cũng hoạt động ở hết mức công suất của nó thì nó không mệt máy. Mình nên dùng ở khoảng tầm 70-80% công suất rồi nhá. Tức là khoảng số 43-40, khoảng 30-32 là đẹp. Đấy, nghe 30 nó rất là to như này rồi. Ban đêm thì nghe này thôi mấy. Anh cô quan tình yêu về đâu có nước hơi làm sao nhắn gửi lòng anh gió thôi buồn ơi sao là còn đâu mong chỉ có ngày em trở lại trên bên nước xưa đấy nhá. Đấy thì con Kenwood SK3MD này thì là bình thường ra là những con này nếu công suất của nó mà nó không mất cái nắp này nhé thì là giá của nó khoảng tầm 750. Cái con này mất nắp thì em bán là 550 thôi. Để bác nào mua liên hệ cho bên em nhé. Số điện thoại liên hệ là 0966 594 581 hoặc là 097 989 1682 nhé. Em xin kết thúc video ở đây. Xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng, xin chào các bác ạ. Vâng.